Mục tin nóng sáng ngày 13 tháng 10 Chuyên gia nói, thiết bị không người lái dưới nước của Mỹ có thể đứng sau vụ nổ cầu Crimea. Không quân Ukraine bắn hạ 4 trực thăng Nga trong 18 phút Hơn 50 nước phương Tây cam kết cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine Phòng không Nga bắn hạ tên lửa của chính mình Trung Quốc, đại hội 20 ai lên ai xuống 6 câu hỏi lớn quyết định thắng thua của ông Tập Cận Bình Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của Mục tin nóng Sáng ngày 13 tháng 10 của DKN TV Kính thưa quý vị, chuyên gia nói Thiết bị không người lái dưới nước của Mỹ có thể đứng sau vụ nổ cầu Crimea. Theo truyền thông Mỹ Newsweek đưa tin, một số chuyên gia phân tích gần đây đã cho rằng, một phương tiện không người lái drone do Mỹ cung cấp cho quân đội của Ukraine có thể đứng sau vụ nổ cầu Crimea vào ngày 8 tháng 10 vừa qua. Theo một báo cáo được công bố bởi các chuyên gia quân sự và nhà nghiên cứu độc lập từ Monfa, một cộng đồng tình báo mở toàn cầu, đã bác bỏ tuyên bố của Điện Kremlin về vụ nổ cây cầu và đưa ra các giả định thay thế khác. Các quan chức Nga cho rằng vụ nổ cầu này là do một chiếc xe tải chứa chất nổ. Cơ quan an ninh liên bang Nga đã tuyên bố vào sáng thứ Tư ngày 12 tháng 10 rằng vụ nổ đã được tình báo quân đội Ukraine lên kế hoạch trong nhiều tháng. Đồng thời cũng cho biết 5 người Nga và 3 công dân Ukraine và Armenia đã bị giam giữ. Nga tuyên bố thiết bị nổ được sử dụng trong vụ tấn công được giấu ở các bạt nhựa xây dựng và ở trên một chiếc xe tải qua cầu phân tích của các chuyên gia quân sự độc lập đã cho thấy sự khác biệt với tuyên bố từ Điện Kremlin. Giới quan sát đã chỉ ra rằng không có lỗ hổng được nhìn thấy trên mặt đường nơi chiếc xe tải phát nổ. Ngoài ra, chiếc xe tải đáng lẽ phải được kiểm tra trước khi băng qua cầu. Và các video về vụ nổ dường như cũng cho thấy nhiều vụ nổ, trong đó có một vụ dường như được phát nổ từ bên dưới của cây cầu. Báo cáo của Monfa cũng cho biết, về mặt lý thuyết, cây cầu có thể bị nổ tung từ bên dưới rốt cuộc, vào thời điểm phát nổ có một con sóng dưới phần cầu bị sụp đổ, trong khi không có con sóng nào ở dưới các phần khác. Đây có thể là kết quả của hoạt động của một thiết bị không người lái trên không hoặc là dưới nước. Báo cáo của nhóm chuyên gia cũng chỉ ra rằng, trong cảnh quay từ một camera được gắn vào phần đường sắt của cây cầu này, một vật thể màu trắng có thể nhìn thấy giữa hai cây cột. Vật thể này di chuyển theo nước một phương tiện không người lái dưới nước đã được trông thấy ở gần bờ biển Sevastopol. Nó có thể đã được Mỹ chuyển giao cho lực lượng vũ trang của Ukraine vào tháng 4. Báo cáo cũng lưu ý rằng, một máy bay không người lái do Ukraine sản xuất cũng có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ này, vì các máy bay không người lái của Ukraine thường xuyên hoạt động ở khu vực Crimea. Giả định này được đưa ra dựa trên thực tế là nền đường đã bị nứt, nhưng các trụ đỡ vẫn không bị hư hại vì độ ổn định của chúng lớn hơn so với đường. Ukraine cho đến giờ vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận trách nhiệm trong vụ việc. Chuyển sang một diễn biến khác. Trang tin tức quốc gia Pravda của Ukraine đưa tin, dạng sáng ngày 12 tháng 10 theo giờ địa phương, các đơn vị của không quân Ukraine đã bắn hạ ít nhất 4 máy bay trực thăng tấn công của Nga trong vòng 18 phút. Lực lượng không quân của Ukraine cho biết, từ 8 giờ 40 phút cho đến 8 giờ 58 phút ngày 12 tháng 10, tại miền nam của Ukraina, các đơn vị tên lửa phòng không của nước này đã tiêu diệt ít nhất 4 máy bay trực thăng tấn công của đối phương, có thể là loại KA-52, hỗ trợ hỏa lực cho quân đội trên bộ ở mặt trận phía nam. Ukraina cho biết thêm, cũng vào rạng sáng ngày 12 tháng 10, các đơn vị phòng không của Ukraina đã bắn hạ 9 máy bay không người lái shahid 136 Kamikaze ở Mykolaiv liên quan đến viện trợ vũ khí cho Ukraine. Vào ngày 12 tháng 10, hơn 50 quốc gia phương Tây là thành viên của nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đã họp và hứa sẽ cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine, đặc biệt là vũ khí phòng không sau khi Nga khai triển các đợt tấn công tên lửa vào Ukraine gần đây. Theo hãng tin Anh Reuters, mở đầu cuộc họp diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bỉ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cho biết, Ukraine đã thay đổi động lực của cuộc xung đột từ tháng 9 năm 2022 khi tái chiếm nhiều lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine sẽ cần nhiều sự hỗ trợ hơn nữa để tiếp tục chiến đấu, đặc biệt sau các đợt tấn công tên lửa lớn của Nga trong tuần này. Bộ trưởng Mỹ Austin đã kêu gọi sự hỗ trợ về an ninh, huấn luyện và nỗ lực duy trì từ nhóm liên lạc là thiết yếu. Theo hãng tin Reuters, từ ngày 10 tháng 10, Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa trong các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, về điện và sưởi ở nhiều địa phương ở Ukraine để trả đũa cho vụ nổ làm hư hại cây cầu Crimea trước đó. Sau các vụ tấn công, Đức đã gửi hệ thống phòng không đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không iris slm mà nước này hứa cung cấp cho Ukraine. Mỹ cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống phòng không NASAMS như đã hứa. Ngày 12 tháng 10, chính phủ Hà Lan cũng cho biết sẽ bàn giao các tên lửa phòng không trị giá 15 triệu euro cho Ukraine để giúp nước này ứng phó với các cuộc không kích của Nga. Tiếp tục một báo cáo khác từ phía Ukraine. Truyền thông Ukraine loan báo, người dùng mạng xã hội đã đưa tin về vụ cháy ở vùng Belgorod của Nga. Theo kênh Telegram Operational ZSU, phòng không Nga đang bắn hạ tên lửa của chính mình. Theo trang tin UNN của Ukraine, chiều ngày 12 tháng 10, cư dân của vùng Belgorod của Nga đã nghe thấy tiếng nổ. Thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Đại hội 20 ai lên ai xuống, 6 câu hỏi lớn quyết định thắng thua của ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Truyền thông Mỹ Bloomberg gần đây đưa tin, tại đại hội 20 sắp tới, có 6 chỉ số chính có thể đo lường thắng thua của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, cũng có nhà bình luận cho rằng, đại hội 20 là bước mở đầu cho việc giải thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ nhất, thân tín của ông Tập có chiếm đa số trong ban thường vụ hay không? Nếu tuân theo quy tắc truyền thống 7 lên 8 xuống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngoài trừ ông Tập thì có ít nhất 2 trong số 7 ủy viên ban thường vụ Bộ Chính trị hiện tại sẽ nghỉ hưu là ông Lật Chiến Thư và ông Hàn Chính. Ông Tập cần ít nhất 3 đồng minh để bảo đảm đa số trong ban thường vụ. Nếu ông Tập có khả năng đưa ba hoặc nhiều thân tín hơn vào ban thường vụ, chẳng hạn như ông Lý Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, ông Đinh Tiết Tường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản, ông Trần Mẫn Nhĩ, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Trung Khánh, hoặc ông Thái Kỳ, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Bắc Kinh thì đó sẽ là một chiến thắng cho ông Tập. Ông Neil Thomas, một nhà phân tích về Trung Quốc tại Eurasia Group cho biết, ông Tập rất có khả năng tăng số người ủng hộ trong ban thường vụ từ 4 người hiện tại lên ít nhất là 5 người, trong đó ông Đinh Thiết Tường có khả năng sẽ đứng đầu ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. Nếu như ông Lý Khắc Cường và ông Uông Dương tại vị, ông Hồ Xuân Hoa được đề bạt vào ban thường vụ khóa mới thì đó sẽ được coi là thất bại của ông Tập. Cả ba chính trị gia này đều đi lên từ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó, nhân vật tiêu biểu chính là cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, nên đây còn được gọi là phe của Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Xuân Hoa là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Ông này mới 59 tuổi, được gọi là Tiểu Hồ, vẫn còn trẻ, đủ để có thể trở thành người kế nhiệm ông Tập Cận Bình. 2. Ai làm thủ tướng? Theo truyền thống, chức vụ thủ tướng của Trung Quốc sẽ do nhân vật thứ hai hoặc thứ ba trong đảng nắm giữ. Ông Lý Khắc Cường, năm nay đã 67 tuổi, đã tuyên bố sẽ không đảm nhiệm chức vụ thủ tướng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Nhưng không rõ liệu ông có kế hoạch nghỉ hưu hay là sẽ giữ chức ủy viên trưởng, ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Nếu ông Tập có thể đưa thân tín Lý Cường vào làm thủ tướng thì nói cho thấy rõ ràng rằng ông Tập phải đối mặt với rất ít sự phản kháng trong nội bộ đảng về mặt sắp xếp nhân sự. Đặc biệt trong thời gian ông Lý Cường giữ chức Bí thư thành ủy Thượng Hải, Thượng Hải đã bị phong tỏa trong 2 tháng và gây ra rất nhiều tranh cãi. Nếu ông Uông Dương hoặc ông Hồ Xuân Hoa được thăng chức thủ tướng do họ không được coi là có quan hệ mật thiết với ông Tập Cận Bình, có thể thấy quyền lực của ông Tập sẽ bị hạn chế. 3 bao nhiêu thân tín của ông Tập có thể vào bộ chính trị. Trừ đi 7 ủy viên Thường vụ thì bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn 18 ủy viên, một nửa số này, tức là 9 ủy viên bộ chính trị sẽ nghỉ hưu trong năm nay. Điều này tạo cơ hội cho ông Tập Cận Bình cải tổ bộ chính trị, bởi vì các quy tắc lựa chọn mới của chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh rằng cán bộ có thể lên, có thể xuống. Điều này khiến cho những cán bộ đang dao động trong vấn đề liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng dễ bị giáng chức ông Tập có khả năng sẽ được chứng kiến làn sóng nghỉ hưu sớm. Như vậy, sẽ có nhiều chỗ trống hơn để cho các đồng minh của ông Tập lấp đầy. Ông Trần Cương, thành viên nghiên cứu cấp cao, trợ lý giám đốc của Viện Đông Á của Trường Đại học Quốc gia Singapore, ước tính rằng khoảng 2 phần 3 số ghế ủy viên Bộ Chính trị có thể sẽ là các gương mặt mới. Còn nhà phân tích Neil Thomas của Eurasia Group thì cho rằng 80% số ghế có khả năng được lấp đầy bởi các đồng minh chính trị của ông Tập Cận Bình. Nếu các thân tín của ông Tập không chiếm được đa số trong bộ chính trị, hoặc là nếu các quan chức không có quan hệ rõ ràng với ông Tập được thăng chức thì điều đó có thể báo hiệu rằng ông Tập đang đối mặt với áp lực. Thứ tư, liệu ông Tập có nhận được danh hiệu lãnh tụ nhân dân? Hiện đã có kênh truyền thông nhà nước phong ông Tập Cận Bình là lãnh tụ nhân dân, làm tăng thêm suy đoán rằng ông Tập có thể đang tìm cách chính thức hóa danh hiệu này. Trước đây, chỉ có kiểu lãnh đạo Mao Trạch Đông được gọi là lãnh tụ nhân dân. Nếu ông Tập giành được danh hiệu lãnh tụ nhân dân, thì ông Tập sẽ ngang hàng với Mao Trạch Đông. Điều này khiến cho ông trở nên khác biệt với các đảng viên bình thường khác. Nếu như ông Tập không đạt được danh hiệu lãnh tụ nhân dân, nó có nghĩa là ông Tập sẽ phải đối mặt với sự phản kháng trong việc thiết lập sự sùng bái cá nhân. Điều vốn bị cấm kỵ kể từ khi cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình cải cách chế độ. Dấu hiệu thứ 5 Ông Tập có thể giữ lại bao nhiêu chức danh chính thức? Hiện nay, ông Tập Cận Bình vẫn giữ 3 chức danh chính thức là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Việc ông Tập sẽ từ bỏ một trong 3 chức vụ nói trên hay sẽ làm tăng thêm chức vụ mới tại Đại hội đại biểu 20 đều mang lại ảnh hưởng rất lớn. Nếu ông Tập giành được chức danh Chủ tịch Đảng, một chức vụ đã bị bỏ từ rất lâu thì ông sẽ giành được quyền lực tối cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người cuối cùng giữ chức chủ tịch đảng chính là Mao Trạch Đông. Ông Mao có quyền phủ quyết các quyết định của ban thường vụ. Ông Tập từ bỏ một trong ba chức danh hiện tại, nó báo hiệu rằng ông Tập có ý định chia sẻ quyền lực với người kế nhiệm. Thứ 6, liệu tư tưởng Tập Cận Bình có được ghi vào điều lệ đảng. Việc sửa đổi điều lệ đảng đã cho thấy các khẩu hiệu và chính sách của ông Tập Cận Bình được ủng hộ tới mức độ nào trong đảng. 5 năm trước, ông Tập đã viết Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới vào Điều lệ Đảng. Nếu Điều lệ Đảng được sửa đổi để thay thế cho cái tên rất dài đó thành Tư tưởng Tập Cận Bình thì tư tưởng của ông Tập có thể sánh ngang với tư tưởng Mao Trạch Đông. Nhà phân tích Neil Thomas nói rằng, điều này ám chỉ rằng ông Tập có ý định nắm quyền vô thời hạn, hơn nữa còn thể hiện khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách của ông ấy cho dù phải trả một cái giá đắt. Nếu tư tưởng Tập Cận Bình không được ghi vào điều lệ đảng, điều đó có thể cho thấy ông Tập đang bị chất vấn trong nội bộ đảng. Trong suốt 10 năm qua, mặc dù ông Tập Cận Bình đã thẳng tay trấn áp các kẻ thù chính trị và nắm quyền lực thông qua chiến dịch chống tham nhũng, nhưng tình trạng kinh tế khó khăn của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn là điều dễ thấy. Trên thế giới, đặc biệt là ở thế giới phương Tây, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng bị cô lập. Nói cách khác, Bắc Kinh hiện đang phải đối mặt với áp lực rất lớn cả về chính trị và kinh tế. Sau đại hội 20, dù ông Tập Cận Bình được cho là sẽ giành quyền lực nhiều hơn, nhưng chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc có rất ít khả năng thay đổi. Dự kiến kinh tế của Trung Quốc sẽ ngày càng suy thoái và chính quyền Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa trên trường quốc tế. Theo nhà bình luận các vấn đề thời sự Lý Lâm Nhất, trên thực tế có rất nhiều người Trung Quốc đã không còn tin tưởng vào những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Nếu điều này tiếp diễn, thì những xung đột trong nội bộ hoặc là xung đột giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc có thể đạt đến điểm giới hạn trong tương lai. Kế đến là nổ ra hỗn loạn lớn và dẫn đến sự tan rã của chính quyền này. Theo mạch suy luận này, Đại hội 20 có thể được coi là bước mở đầu cho việc giải thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục tin nóng sáng ngày 13 tháng 10 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.